Em xin kính chào toàn thể các bác anh, các quý khách đang xem video. Hôm nay em tiếp tục bán giao một chiếc xe lưng Komatsu FD20-10. Chiếc này thì máy dầu số sàn, thắp lưng 3m rưỡi, 3,5m nhá các bác nhá. Đấy, có gật gù này. Đấy, lốp thì trang bị 4 quả lốp đặc rất là đẹp luôn. Sơn lại toàn bộ. Đấy, vệ sinh bình dầu các thứ là bảo dưỡng ngon lành nhá. Lốp thì rất là đẹp luôn. Lốp trước 700-12, lốp sau 600-9. Hoạt động của xe là 5.658 giờ. Đấy, số tự động này. Đấy, xe này đèn còi gương xi nhan tất cả các thứ đầy đủ hết. Đấy, ghế đẹp này. Xe này thì bán rất rẻ, hơn 100 thôi. Xe này thì có gật gù càng dài 1m2. Gật gù để các bác khách làm vật liệu xây dựng. Đấy, kết hợp thêm đồ ngả này. Thắp lưng 3m rưỡi, xe rất ngon và rẻ luôn. Đấy, em đã lên video các bác trước. Đấy, bác xuống xem xe, ủng hộ các kênh YouTube của em. Đấy. Đấy, anh này có Lạng Sơn, năm nay được về quê này. Đấy, quê hương Lạng Sơn này. FD20-10 nhá, giấy tờ đăng kiểm đầy đủ nhá. Đấy, xe này là anh là công ty này làm xuất được hỗ trợ xe đơn luôn. Bên này là xe lưng Lăng Lê nhá. Đây, công ty xe lưng Lăng Lê. Đấy, tất cả cái giấy tờ liên quan là có trên này rồi. Đấy, hải quan, nhập khẩu, đăng kiểm. Đấy, giờ là mua bán, bảo hành. Đấy, em xin kính chào tất cả các bác các anh ạ. Hôm nay em tiếp tục giao xe. Đấy, hôm nay em giao một chiếc Komatsu FD15-16, máy dầu số sàn, thắp lưng 3m. Xe này đều có chức năng là gật gù, trang bị 4 quả lốp đặc. Đấy, hôm trước có bác khách ở trong Thanh Hóa có nhờ anh em ra xem xe tận nơi này. Đấy, bác khách trong Thanh Hóa xem qua kênh YouTube của em này. Đấy, có nhờ các bác qua xem xe này. Đấy, chốt một em Komatsu FD15-16, máy dầu số sàn. Đấy, máy rất đẹp luôn. Máy rất là ok luôn. Máy Isuzu CI40. Lọc đã thay nhá. Lọc thay rồi là dầu nhớt các thứ đã châm đủ hết. Đấy, xe đem có bảo hành dài hạn cho các bác, vận chuyển tận nơi. Đấy, ghế nguyên bản, cốp nguyên bản, tất cả các thứ đều nguyên bản hết ạ. À, chỉ có bảo dưỡng này rồi là thay dầu thay lọc, lốp thì đã thay lốp đẹp cho khách hàng. 1,5 tấn ạ, 1,5 tấn này sẽ có số 15 ở dưới đít. Đấy, đây là xe mất số 15 rồi, 1,5 tấn. Tem xe giấy tờ đăng kiểm đầy đủ nhá, bây giờ nguyên zin từ bên Nhật về, bây giờ công ty con ốc. Xe này thì được nhập trực tiếp từ hãng Komatsu đi ra. Đấy, các bạn có thể tham khảo. FD15-16. Chiếc này thì đời sản xuất vào năm 1996. Đấy, có gật gù nhá. Đấy, tất cả các xe này rất là đẹp luôn. Nhập Nhật nguyên chiếc, giấy tờ đăng kiểm đầy đủ. Đấy, xe rất là ok ạ. Các bác nào mà quan tâm thì xin liên hệ lại trực tiếp bên số điện thoại của em ạ, 0379875765. Em để bên dưới của màn hình. Đấy, bãi sẵn rất nhiều xe. Từ 1 tấn đến 4 tấn á. Sẵn rất nhiều để phục vụ các bác ạ. Em xin kính chào toàn thể các bác anh, các quý khách đang xem video. Đấy, tiếp tục với chương trình bán giao xe lưng. Thì hôm nay em có bán giao một chiếc xe lưng Unicarrier 2,5 tấn sản xuất vào năm 2016. Đấy, chiếc này thì em bán giao đi Hải Dương. Đấy, trang trị làm công ty. Đấy, quý công ty hoặc là tư nhân em đều có thể bán và xuất đơn cho khách hàng. Nếu khách hàng là công ty và tư nhân thì không cần hóa đơn thì rất đơn giản thôi. Công ty thì hóa đơn em có đầy đủ thuế má và giấy tờ đăng kiểm đầy đủ. Đây, chiếc này từ đời 2016 của cục đăng kiểm Việt Nam đăng kiểm. Đấy, xe này em bán là loanh quanh là chưa đến 300 triệu, hơn 200, khoảng loanh quanh khoảng 207. Có em Unicarrier 2,5 tấn sản xuất vào năm 2016, rất là đẹp luôn. Đấy, hàng nhập Nhật, giấy tờ đăng kiểm đầy đủ nhá. Đấy, kiểm đỏ thì là hợp đồng mua bán tất cả các thứ đầy đủ nhá. Bên em là công ty xe lưng Lê, địa chỉ kho bãi ở đường quốc 77, Phú Tam Mã, phường Gia Đông, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Chiếc này thì là nhập về nguyên bản rồi, là đã qua bảo dưỡng này, lắp tháp suy công 2 tầng 3m và dịch giá. Chiếc này có càng dài 1m2, trang bị 4 quả lốp đặc. Đấy, xe đã sơn tỉa lại rất là ngon nhá, ghế đẹp này. Đấy. Đấy, lốp làm rất là ok nhá. Các bạn nào mà quan tâm thì xin mời liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của em ạ, 0379875765. Bãi em sẵn rất nhiều xe nhá, xe lưng điện này, xăng, ga, dầu, tất cả các dòng máy của Nhật em đều có đủ nhá. Đấy, các bác quan tâm thì nên lại trực tiếp đến số điện thoại của em tư vấn nhá.
Xin cảm ơn các bác đã theo dõi vòng kênh của em. Nếu các bác thấy video hay thì cho xin một like, một đăng ký kênh, bấm chuông để những thông báo mới về video của em ạ. Xin chào các bác ạ.